Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bạo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. MU một mình một ngựa chiêu mộ Hurricane. MU sẵn sàng lật kèo Arsenal vụ LÀN Ray. Ecowill ra điều kiện với Chelsea. Ông Quốc và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU một mình một ngựa chiêu mộ Hurricane. Tờ Diario AS loan tin, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã từ bỏ ý định ký Harry Kane bởi yêu cầu về lương cũng như giá mà Tottenham đưa ra. Theo nguồn này, chủ tịch Daniel Levy đã hết mức phí chuyển nhượng 115 triệu euro cho cầu thủ 29 tuổi. Trong khi Harry Kane đòi mức lương 20 triệu euro trên mùa, Real Madrid thấy những yêu cầu này là không ổn, nhất là khi Harry Kane sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng tới, trong lúc anh cũng chỉ còn một năm hợp đồng với Tottenham. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, MU dù quan tâm đến Højlund và Osimhen, nhưng Harry Kane mới thực sự là mong muốn cháy bỏng của Quỷ Đỏ và Erik ten Hag. Với việc Ryan rút lui, MU sẽ trở về thế một mình một ngựa trong cuộc đua giành chữ ký của Harry Kane, một tín hiệu tốt cho nỗ lực tìm kiếm tiền đạo của Erik ten Hag và cộng sự. MU sẵn sàng lật kèo Arsenal vụ Declan Rice. De gần như sẽ chia tay West Ham trong vài tháng tới, mặc dù mức giá không hề rẻ. Theo Football London. Arsenal vẫn là ứng cử viên hàng đầu để hoàn tất vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, nguồn tin từ Football London cũng khẳng định rằng MU sẵn sàng lật kèo đối thủ ở ngoài hạng Anh để giành chữ ký của cầu thủ 24 tuổi. Ngoài ra, Bayern Munich cũng rất quan tâm. West định giá tiền vệ này hơn 100 triệu bảng, trong khi Arsenal đang muốn trả khoảng 90 triệu bảng để mang tuyển thủ Anh về sân Emirates. Dù vậy thì MU vẫn quyết tâm cạnh tranh với Arsenal, Mason Mount cũng được coi là ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford. Cần biết rằng cả hai là những người bạn thân thiết, nhưng nếu hoàn tất cả hai thương vụ, MU sẽ tiêu tốn hơn 150 triệu bảng, khi ấy thì họ không còn nhiều tiền để bổ sung một tiền đạo. <laughs> Wesley Levy ra điều kiện với Chelsea Levi Coil được Chelsea đánh giá cao trong các kế hoạch dài hạn. Pochettino cũng rất vui nếu có anh trong đội hình, nhưng Chelsea hiện có rất nhiều trung vệ khi đã chi số tiền lớn cho Wesley Fofana và Kali Dao Bali vào mùa hè năm ngoái. Trước khi đón Benot, ba đi sai từ Monaco vào tháng riêng, trung vị kỳ cựu Thiago Silva là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của câu lạc bộ. Theo đó, cơ hội ra sân của Kouil ở mùa giải tới có thể bị hạn chế. Theo tờ Sport, Kouil không hài lòng với việc trở thành cầu thủ dự bị hoặc là phải xoay tua. Anh được cho là sẽ cố gắng ra đi trước khi được đảm bảo thời gian thi đấu thường xuyên. Hậu vệ này biết thời gian thi đấu ổn định quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của mình và phản đối việc bị đem cho mượn một lần nữa. Hai câu lạc bộ được trao cơ hội chiêu mộ Harry Maguire. Truyền thông Anh đồng loạt loan tin MU chuẩn bị chia tay Maguire, MU cần thanh lý đội hình để giảm quỹ lương cũng như có đủ ngân sách mua sắm trong hè 2023. MU muốn thu lại một khoản phí khi bán Maguire. Theo ESPN, Tottenham và West Ham được MU thông báo về khả năng Maguire ra đi trong kỳ chuyển nhượng này, hay nói cách khác, hai câu lạc bộ ngoài hạng Anh đã được trao cơ hội để tìm kiếm một thỏa thuận cho đội trưởng của MU. Ngoài ra Juventus, Milan và Inter đều quan tâm đến việc ký hợp đồng với Maguire, đó có thể là một thỏa thuận cho mượn tiềm năng kèm tùy chọn mua đứt. Về bom tấn 80 triệu bảng sẵn sàng gia nhập Chelsea, Thời tiết lộ từ Peter Okoro, The Blue sẽ đẩy mạnh kế hoạch thâu tóm Moy Caicedo và ngôi sao người Ecuador cũng sẵn sàng cập bến Sam Fabric. Về phần Brighton, Okoro cho biết họ đang đòi hỏi khoảng 80 đến 85 triệu bảng cho sự phục vụ của tiền vệ này. Ký giả người Anh chia sẻ, Theo tôi được biết, The Blue sẽ tăng cường sự quan tâm dành cho tiền vệ Moi Caicedo sau khi thương vụ Manuel Egate thất bại. Caicedo đã có tên trong danh sách mục tiêu và tôi được biết cậu ấy sẽ hứng thú với việc chuyển đến Savoric trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Brighton đã từ chối những lời đề nghị vào tháng 1, nhưng bất chấp bản hợp đồng mới của Caicedo, cầu thủ và câu lạc bộ đã có sự thống nhất về việc cậu ấy được phép ra đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Tôi được biết Brighton sẽ yêu cầu mức phí khoảng 80 đến 85 triệu bằng cho cầu thủ 21 tuổi. Pep Guardiola quyết tranh chào cũ của Tottenham. Nhà báo Din đã nói với Sports rằng có một sự quan tâm nhất định từ Man City đối với tiền vệ Frenkie De Jong của Barca. John cho rằng đây là người mà Pep Guardiola đã ngưỡng mộ từ lâu. Báo cáo còn cho biết cơ hội để Man City ký hợp đồng với tiền vệ 25 tuổi là rất thấp trước khi Bắc Sa thay đổi lập trường gần đây của họ và quyết định bán đề rong để huy động tiền mặt. Trước đó vào tháng 3, tờ The Guardian đưa tin rằng MU muốn ký hợp đồng với Đề Dòng vào mùa hè năm 2023. Eric Ten Hag đã từng rất muốn có được cầu thủ người Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 nhưng bất thành. Hiện tại Đề Dòng đang đóng một vai trò quan trọng ở Bắc Sa. Anh ra sân đá chính 24 lần cho đội chủ sân Nou Camp tại La Liga và đóng góp được hai bàn thắng cùng với hai kiến tạo gã khổng lồ đưa Casimiro vào tầm ngắm. Một báo cáo được đăng tải trên Sportwitnet cho thấy Thomas Tuchel có ưu tiên nâng cấp tuyến giữa của Bayern và mục tiêu hàng đầu mà chiến lược gia người Đức đang nhắm đến là một cái tên khá bất ngờ, Casemiro. Được biết, cựu tuyển trưởng của Chelsea rất ngưỡng mộ tài năng của Casemiro. Ông cho rằng tuyên vệ này sở hữu đủ mọi phẩm chất đang còn thiếu của Bayern. Hiển nhiên, MU sẽ chẳng có lý do gì để chấp nhận cho Casemiro rời đi khi anh mới chỉ đang trải qua mùa giải đầu tiên tại Oxford. Hiện tại ngôi sao người Brazil được xem như là nhân tố quan trọng bậc nhất trong tuyển giữa của quỷ đỏ, nên gần như chắc chắn viễn cảnh Bayern thâu tóm được chữ ký của Casemiro sẽ không thể trở thành hiện thực. Cầu thủ người Brazil khẳng định việc rời câu lạc bộ Anh Quốc là khó xảy ra. Casemiro muốn tiếp tục dự án với quỷ đỏ. Đáng chú ý, Oscar Ribot, người đại diện của Casemiro cũng cho hay vào tháng trước Casemiro đã ký hợp đồng 4 năm kèm theo 1 năm, anh đến MU để giành các danh hiệu và không có gì khác trong tâm trí. Liverpool giải cứu Kevin Phillips. Trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải tới, Liverpool thể hiện động thái muốn đưa tiền vệ Kevin Phillips gia nhập sân Anfield. Liverpool từng muốn có Kevin Phillips khi anh là ngôi sao của Leeds United, tuy vậy thì tuyển thủ anh quyết định chọn bến đỗ Man City. Cuộc phiêu lưu của Kevin Phillips ở ETH không sơn sẻ. Sau chấn thương nặng, anh không cạnh tranh được vị trí trong đội ngũ của Pep Guardiola chỉ đá 406 phút trên mọi mặt trận. Liverpool nhiều khả năng chia tay đồng loạt ba cầu thủ Naby Keita, Jemine và Chamberlain. Thế nên Jurgen Klopp cần bổ sung nhân sự cho hàng tiền vệ. Theo báo chí Anh, Liverpool dự kiến chi khoảng 40 triệu bảng để thuyết phục Man City bán đứt Kevin Phillips. Arsenal gây chóng với bom xịt của Chelsea. Theo tiết lộ từ ký giả Alex Goodbeck, Arsenal hiện đang có kế hoạch chiêu mộ Kai Havertz trong phiên chợ hè, dù họ vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái tiếp cận nào đối với Chelsea về thương vụ này. Trước đó, thì ký giả Fabrizio Romano xác nhận ngôi sao người Đức sẽ được phép rời đi nếu Chelsea nhận được một lời đề nghị hợp lý. Thực tế đây là một toan tính khá bất ngờ của Arsenal, bởi Havertz đã gây thất vọng mạnh mẽ tại Saferic và được đánh giá như một thương vụ chuyển nhượng thất bại của Chelsea dù vậy harvard cũng từng thể hiện tiềm năng rất lớn ở liverpool -sen, và có lẽ Mikel Arteta tin rằng mình có thể khai thác hết những phẩm chất tiềm tàng của ngôi sao này hiện tại vẫn chưa rõ khả năng chelsea cho phép harvard chuyển sang đầu quân cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình tại ngoại hạng anh cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại